cá hồ nướng Phú Yên. Ôi, nướng Phú Yên. Thơm quá thơm ha. Ở đâu này? Trên đường Nguyễn Hữu Thọ ở phường 9. Bánh gì? Cá hồ nướng cô là cô gì? Mỹ. Cô Mỹ hả? Giá 20.000 một con. Cô bán từ 5 giờ đến 12 giờ nha các bạn. Mọi người đi ngang qua đường Nguyễn Hữu Thọ là nghe cái mùi thơm đặc trưng của cá hồ nướng. Wow. Một thau như vậy mà có bán trong buổi sáng đâu hả? Thơm quá thơm à. Một ngày mà cô bán hết khoảng bao nhiêu con cô? Khoảng 150 con. À, cá bán bánh tráng nữa ha. Kèm theo cả rau sống. Ở đây còn bán gì đây nữa đây? Mắm ruột. Mắm ruột hả? Người ta mắm ruột của ruột con cá gì cô? Ruột con cá ồ à. Cá ồ luôn á? Như một củ. 20 ngàn củ này. Và đây là mắm ruột của con cá ô này. Cô bán đây được bao lâu rồi cô? Cô thấy đi ngang qua thấy bán lâu rồi mà. Mấy năm rồi. Mấy năm rồi hả? Bé ở Tân Trần. Dạ. 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 Người ta nó con cháu đi là lên chợ báo, phải lên chợ báo là đậu không cha cô ngầu ở trăm mà không có. Này bán ở đường vậy có thấy người ta thấy dở mua hơn. Đi ngang qua là thấy nướng thơm là người ta ghé lại. Xong con xuống đây con xin chỗ có bán. Thấy năm không? Đồ nhìn hấp dẫn quá ha. Đây nó đầy con gỏi Đà Lạt rồi chứ. Cái gì? Con gỏi từ nướng xong rồi. Nướng xong rồi gửi đi Đà Lạt. Wow. Bỏ bè bên bước cho họ. À, từ đây đi Đà Lạt cũng mấy tiếng là tới, đã dùng được rồi chứ đâu. Đâu đâu đó đi về bên ở đồng đây. Mua xong bán rồi thôi. Không nhiều quá. Đâu bảo đi. Dạ. Nhà cô gần đây luôn chứ? Đó, nhà cô ở phía 6 rồi. Cô bán từ lúc 5 giờ 5 giờ chắc lúc đó người ta ít mua hơn mà mình nướng lần. Lần sau nướng. Dạ. Bây giờ là nướng tách mạch cho người ta đi làm người ta gắt. À, chuẩn bị này, chuẩn bị người ta làm về người ta dễ mua. Người ta lấy ha, người ta về người ta ăn. Người ta đi ngang qua người ta thấy thơm người ta muốn ghé lại. Dạ. Nói đi ngang qua những người mà đi ngang qua chứ. Dạ, ngon người ta cũng ghé lại. Dạ, mượn ý ở xung quanh đồ ăn là lựa cái gì ra không có mượn nha. Wow.